Hello Thiên Bích Trâm, còn khỏe không? Còn Dạ, khỏe số phụ con mừng lắm không? Gọi sao khóc giờ ơi, cô ạ. Tiên Dạ, con mừng mà mẹ con cũng lo nữa, con cũng lo nữa số phụ ơi. lo gì? Dạ, mấy miền Tây giờ nước mặn nhiều lắm rồi á, thì con biết là mất mùa rồi, bây giờ nạn đói thì có đó, nhưng mà con sợ như người ta lâm dần cái hoạn nạn rồi cái người tâm người ta sẽ loạn á, xong rồi người ta sẽ hung hăng hơn thêm á, xong rồi Thì sáng hồi mới vô đề tài của bữa nay tôi có giải thích, khi mà đói người ta ăn thịt lẫn nhau nữa đó, chỉ trong 3 ngày thôi chứ không có phải như là cần 3 tháng, thì con cũng phải chuẩn bị, cho nên cả 4 năm nay sư phụ lên mạng đưa quyển kinh ra và kêu ta ăn hiền ở lành ngồi thiền để mà qua việc cái nạn này. Người nào không có phước không tin sư phụ thì người đó bị lọt sổ hết rồi. À, còn người nào mà tin được cứu dạ, rồi. nhưng mà con chỉ lo nhiều người thân ở trong nhà, nói chung là không ai hiểu hết, con chỉ sợ một ngày thì mở mắt ra mọi chuyện nó không có diễn biến lại như 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 bình thường, cái bắt đầu lúc đó người ta không có còn kịp quay đầu nữa. Hết kịp, Đức Thầy xuất hiện là hết kịp rồi con. Khi mà chiến tranh xảy ra đó, người Đức Thầy sẽ xuất hiện, sư phụ sẽ về Việt Nam, là mọi chuyện những người đó không còn cơ hội nữa. Tại vì Phật trời đều tính theo cái tâm của mình mà, ai làm gì biết. Sư phụ ra 4 năm nay là để sau này mọi người không có ai khiển trách là Đức Thầy hay là hội đồng chư Phật không có từ bi mà không có nói trước. Thì sư phụ từ bi, sư phụ nói trước. Dạ, con hiểu được cha mẹ, hiểu được chư Phật, cái hiểu được sư phụ. Con chỉ mong họ đừng có hung hăng tới cái thời điểm cùng cực rồi, họ đừng có hung hăng mà để đi ức hiếp những người xung quanh, tội cho những người khác. Nước Việt mà khi mà loạn lạc chiến tranh mà những cái đường tàu máy bay không có vô nước Việt trong vòng 1 tháng 2 tháng thôi, không còn nguyên liệu, không còn xăng nhớt, thì là những cái đảng cướp nó sẽ nổi lên rộ khắp tất cả mọi tỉnh thành, nó có đó. À, nguy hiểm lắm, cho nên gắng tu. Con lo những người hiền sẽ bị gặp nạn nữa. Nhưng mà có trời Phật đi song song trong nước Việt. Nước Việt có quỷ đầu thai cũng có nha, có tiên thánh thần, rồi có sư phụ đầu thai nữa, là con có cha mẹ trong 12 người, rồi có đức thầy là Đức Huỳnh Phú Sổ, tức là cũng là một vị Phật cũng đầu thai vô nước Việt nữa, cho nên đừng có lo. Ban đêm sư phụ chiếc thân đi về bản được mà. Thôi Con rồi, cảm ơn cha, cảm ơn chư Phật nhiều. Sư phụ giải chán cho con đi, sư phụ. chùa đang dễ chán con, là con nhớ như tinh tấn nha, rồi gán Dạ. độ những người trong gia đình cho họ hiểu rồi. Ok Dạ. rồi, chào chào con nha, Dạ. rồi chào con, Dạ, con nhận sư phụ. chào con, nên thử xa. Quang Bùi hỏi chú ơi, PI Network có thay thế tiền đô la không chú? Không, tiền tiền đô là tiền đô, mấy cái tiền ảo đó không có hiệu lực. Đừng có chơi tiền Bitcoin, tiền ảo sẽ bị gạt á. Nguyễn Thiện Nhân nói, mấy bạn con học chính trị mà ở Việt Nam thì là chính trị Mác Lê, học Lê là học lên thạc sĩ tiến sĩ Mác Lê rồi, sau này phải sao? Thì giờ đi kiếm Mác Lê luôn, mày học về học theo Mác Lê thì đi tìm Mác Lê, chứ mình đâu có mà nhất tự nhất sư mà, thì mình cứ theo nó luôn, theo Mác Lê luôn. Trong đời mình nó là nhất tự nhất sư, khi mình học Mác Lê mình cứ đi theo Mác Lê ha. Làm sao vậy? Con ở Mỹ phải dạy chữ không? Sư phụ có. Khi mà chiến tranh toàn cầu sắp xảy ra thì ở đâu cũng phải cần dạy chữ lương thực. Ở Việt Nam là cần nhất.
Ở Mỹ mình á cũng không đến nổi. Nay mình nói chuyện thêm 5-10 phút nữa mình ngưng nhau quý vị, để kỳ sau mình có đề tài khác. Để đi làm cả ngày bữa nay rồi, cái chiều cũng bận, rồi cái gán chạy về lỡ hẹn 6 giờ nên chưa có đủ săn nhớt vậy, đang đói bụng. Thiên cẩm hồng, thiên tâm cẩm hồng, thương cái phụ kỳ quả ngại cực khổ, nên con ít liên hệ cho phụ, con sợ cho mệt, mong sau này có duyên gặp trực tiếp ở An Giang về Việt Nam ở với Đà Phật. Bây giờ con gặp sư phụ nè, cẩm hồng, gọi đi sư phụ bắt cho con gọi bằng FaceTime. FaceTime nó có hai số, số ở bên một cái trang Facebook là Thiên Tâm á thì cũng có được, rồi ở bên trang Facebook của sư phụ á, Ngô Tấn Kiệt á, cũng ok. Sư phụ cho hỏi sau này Việt Nam xài tiền gì? Cái này hiện giờ bữa hôm sư phụ nói là tiền sẽ thành tiền giấy đúng không? Tiền giấy mà trong tiên tri mấy vị nói có nghĩa là tiền mất giá trị và đồng thời nhà băng không còn uy tín, thì nó sẽ đưa đến cái nạn là những cái nhà băng sẽ phá sản đó. Thì có nghĩa là mình để tiền trong đó không còn tờ, nó chỉ đưa tờ giấy xin lỗi thôi à, xong thì tiền thành tiền giấy. Còn sau này Việt Nam thành tiền gì, xài tiền gì hả? Thì để mình sau này mình coi anh nào đẹp trai á, mình anh thưởng hay là bác trọng vậy đẹp trai là in tiền của bác. Con gọi cảm hồng, con gọi là 408 mà con gọi là cộng một nha. Ở Việt Nam mà nếu con gọi bằng Zalo là cộng một 408 833 5399, đó là số trên mạng anh ạ. Đây nè, nhưng mà Việt Nam gọi là phải cộng một, có cái số cộng nữa. Lo Hà, Trời ơi, sư phụ nghe con rồi. Hà khỏe Dạ không con, Hà? dạ con cảm ơn sư phụ. Sư À phụ ơi, sao vậy? cho phép con gọi sư phụ là sư phụ nha sư phụ. Mặc Rồi. dù là sư phụ chưa có nhận con làm Thiên Hà đệ tử. Trời ơi, sư phụ nghe con rồi. sao con ở đâu vậy? Con ở tỉnh nào? À đúng rồi, sao vậy? Nhiều người quá thì ấy thì bắt vậy thôi. Dạ Hai chồng đây ha. dạ đây là chồng của con, tại chồng con bị tai biến được cũng chín. Tai biến nè à? Kêu ngồi thiền từ từ. Tai biến nặng không? Ok Hà, nó hai chồng cứ theo bộ nhận làm đệ tử đó thì cứ lấy cuốn kinh này ngồi thiền đi, từ từ bao nhiêu chuyện nạn tai gì cũng sẽ từ từ qua.